Ba bằng cúng thiếu rồi đó. Ủa thiếu gì? Ba con cá. Quên, chào con xíu. Có nhiều đó cũng quên nữa. Cái đó quan trọng đó. Có con cá ông Táo mới về trời được, hiểu không? Rồi, cá đây chắc chắn kỳ này ông Táo về từ tức trời nha. Không có ngại ngần, như là chán ngại con. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi là trời, con cá đi mà người ta phóng sang đường Táo về trời mà giờ nó phóng lên trên mâm luôn rồi. Nhưng mà tại vì nãy đi chợ con tưởng mua về để nướng để cho ông Táo. Mày điên rồi Bảo ơi. Trời ơi, tội lỗi ông Táo ơi. Tội lỗi. Chết rồi. Trời ơi, đây nè. Tôi khổ với hai cậu cháu mấy người quá đi. Đây nè, cá đó là cá lóc. Cá này phải phóng xanh nè. Rồi làm hú hồn hú vía à. Đã. Nhưng mà mày cản, tao sẽ không bao giờ mày cản. Tao mới sẽ buộc đại này cản để mình đang của tao làm cản.